Hello, chào tất cả các bạn đến với chương trình giải trí âm nhạc trên kênh YouTube của Hoàng Quốc Dũng nha. Hôm nay ta sang bài hát đầu tiên của lớp 4, đó là bài Em Yêu Hòa Bình, một sáng tác của Nguyễn Đức Toàn. Chúng ta bắt đầu đi vào phần thứ nhất nha. Rồi bây giờ ta bước sang phần thứ hai, phần rất quan trọng, đó là tập hát từng câu. Với bài hát này có 8 câu, ta chia thành hai phần ghép, mỗi phần ghép là 4 câu nha. Bây giờ bắt đầu đi vào phần ghép thứ nhất, câu thứ nhất. Câu thứ hai. Câu thứ ba. Câu thứ tư. Rồi bây giờ ghép lại 4 câu. Câu thứ năm. Câu thứ sáu. Câu thứ bảy. Câu thứ tám. Giờ ta ghép lại 4 câu cuối. Rồi, bây giờ ta bắt đầu ghép hết cả nguyên bài. Rồi,
Trở lại hết cả bài, chúng ta bắt đầu tập hát theo giai điệu. Và cũng xin nhắc lại là ở lần thứ nhất thì chúng ta hát có nốt nhạc đệm theo, và lần sau thì ta không có nha. Giờ ta bước sang phần giai điệu thứ hai để cho bài hát thêm sinh động hơn nha. Thank you.
chương trình âm nhạc, chúng ta đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại bài hát của tuần sau. Các bạn nhớ xem và đăng ký cùng chia sẻ cho các bạn khác xem nhé. Xin chào.